Sự cố nấu nướng của người phụ nữ trong đoạn clip khiến dân mạng cười không nhịn được vì khung cảnh trong bếp. Chẳng là người phụ nữ này đang mua lương về trổ tay nấu nướng, thậm chí còn chuẩn bị điện thoại sẵn để quay clip hướng dẫn chế biến món ăn khó này. Thế nhưng cuối cùng đoạn clip không hướng dẫn được mà còn thay vào đó là một đoạn clip ghi lại sự cố đáng đời trong bếp. Theo diễn biến trong đoạn clip thì người phụ nữ đang đổ toàn bộ số lương vào trong nồi rồi bật bếp luộc mà không đậy nắp vuông kín. Và thế là những con lươn vẫn còn rất khỏe, đã tìm mọi cách trườn hết ra bên ngoài, bò ngoe ngoẩy trong không gian bếp. Người phụ nữ sau đó đã rất vất vả để bắt những con lươn trườn xung quanh, thậm chí là chui vào mọi ngõ ngách. Có lẽ để tiếp tục chế biến món ăn ngon này thì chị phải mất rất nhiều thời gian để chế biến được nó.